đây có cho thuê nhà nguyên căn. Đây cái bàn to kìa anh chị, rất là to, cho thuê nhà chính chủ. Ồ, đây 2-3 căn liên tiếp, mấy căn cho thuê nhà chính chủ luôn. Ba bốn tầng. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Em vừa mới nghe một chú đi bán vé số đi ngang, chú có đọc một cái câu thơ rất là hay. Ngày xưa tôi ở nhà cây, ngày nay trúng số tôi xây nhà lầu. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày thứ hai đầu tuần thành công, may mắn, thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Em đang đứng ở quận 4. Con đường này là con đường nội khu quảng trường quận 4. Đây là cái đại phun nước quận 4 đây anh chị này. Vùng đất dự ngày hôm nay mà anh chị thấy đẹp không? Phía trước đó là con đường Khánh Hội, vào trái chúng ta đi về bến Vân Đồn, vào phải chúng ta đi lên cầu Kinh Tẻ qua quận 7. Bây giờ là 10 giờ 15 phút ngày 27 tháng 2 năm 2023. Hết ngày mai 28 nữa là kết thúc tháng 2. Hôm nay xuất phát ở đây, mời cô bác anh chị đi về khu Him Lam cùng với em, khu nhà giàu quận 7. Chỉ cách có cây cầu Kinh Tẻ thôi là chúng ta ghé về khu Him Lam. Đó, khu nhà giàu, khu bất động sản. Mua vé số thì trúng thì xây nhà lầu. Ngày hôm nay ai mà mua bất động sản mà đi vay thì bán nhà lầu để trả nợ. Và những cái hình ảnh khởi đầu cho các clip này, em xin xuất phát từ vị trí quận 4 phía trước đường Khánh Hội đó. Tại vì cũng không biết là xuất phát từ đâu để chạy về khu Him Lam, cho nên là thôi em tiện đường đi về đây. Rồi, mời cô bác anh chị. Ở đây á, thì chúng ta tới cái mùa Tết hay là lâu lâu một lần á, rất là nhiều cái nhà bán lẻ đó, người ta về đây làm cái sạp, người ta bán giảm giá. Ở đây cái mùa Tết cũng là cái khu chợ hoa của quận 4. Buổi tối thì công viên nhạc nước, rồi có loa mở âm nhạc ở đây vui lắm. Ngày hôm nay thay đổi nhiều. Bây giờ em sẽ chạy ra con đường Khánh Hội đây anh chị. Đó. Đường 2 chiều mà xong người ta chạy giống như đường 1 chiều á. Ngày xưa tôi ở nhà cây, ngày nay trúng số thì tôi xây nhà lầu. Mời cô bác anh chị đi về khu nhà lầu cùng với em nha. Vào phải ở đây chúng ta lên cầu Kinh Tẻ. Đây là con đường Khánh Hội. Mới 10 giờ đi lên cầu Kinh Tẻ kẹt quá trời. Đối với cái khu Him Lam này thì ngày hôm nay rất là nhiều cái nhà biệt thự, dạng biệt thự rất là to, 300-400 m² và giá cả ở cái khu này thì rất là đắt đỏ thưa anh chị. Riêng với cái con đường Nguyễn Thị Thập quận 7 không, những cái nhà mặt tiền đôi khi có giá lên tới gần 200 tỷ. Rồi ở đây thì em sẽ lên cầu Kinh Tẻ đây. Phía dưới là con đường Tôn Thất Thuyết, có cái dòng Kinh Tẻ mà hay ngập đó. Xe bây giờ kẹt quá trời luôn anh chị. Hướng đi qua quận 7 này, từ quận 4 qua quận 7. Chín giờ là bắt đầu xe tải ra vào Sài Gòn ở một số cung đường, thường là như vậy, cho nên là hay bị kẹt xe. Rồi đôi khi trên cái cầu Kinh Tẻ này thường hay va chạm lắm anh chị, tông nhau rồi kẹt quá trời.
đường xe máy thì thoáng, đường của xe hơi thì kẹt. Rồi lên cầu, giữa cầu phía dưới là kinh tẻ. Kinh tẻ này thì nó nối giữa ngay khu vực kênh Tàu Hủ đi vào bên trái là ra sông Sài Gòn. Phía dưới là đường Trần Xuân Soạn. Đó. Thường thường nó hay kẹt ở cái khúc này nè anh chị. Ngay chỗ xuống dưới cầu Kinh Tẻ bên đầu đường Nguyễn Hữu Thọ quận 7 đó. Chỗ này thì nó hay kẹt lắm, tại vì nó có cái vườn cây kiện đó. Đôi khi người ta xuống kiện rồi buôn bán ở đó nó hơi chật. Trời nắng lắm luôn á anh chị. Kẹt xe mà trời nắng là thấy cũng mệt lắm luôn á. À, dường như là có va chạm anh chị thấy không? Ôi trời, tai nạn giao thông. Đó. Có nguyên một vũng máu trên đường luôn, không biết của bác anh chị thấy không? Mấy cái đường này sao hay bị lắm, cái cầu Kinh Tẻ này hay bị lắm. Em đi em thấy hoài luôn. Hơn thì xe hơi với xe máy, hơn thì xe máy với xe máy, hơn thì xe hơi với xe hơi. Rồi kẹt xe chạy xuống cái đường cầu này, hình như người ta chạy không cẩn thận hay sao á. Ở đây là cái vị trí người ta bán cây kiện nên chị. Tết thì chỗ này là cái chợ hoa. Đó. Bây giờ thì cũng dẹp bớt vào rồi đó. Đây là những cái khu đất mà hình như là nó nằm trong cái quy hoạch gì á, quy hoạch làm chung cư, khu chung cư của Him Lam, em nhớ không nhầm là bên phải của em nè. Nhưng mà rồi bị vướng với giấy tờ gì đó, người ta không làm, chưa làm, rồi ở đây người ta quay lại cho thuê làm cái cơ sở cây kiểng nè. Đó, em chạy về khu Him Lam. Ở đây thì anh chị thấy có những cái tòa nhà của Novaland này. Đường này đi thẳng thì qua Nhà Bè. Đây, khu Novaland. Nhà ở đây cũng 3 tỷ mấy, 4 tỷ một căn chung cư dạng 2 phòng ngủ. Không, 2 phòng ngủ là hơn. 3 tỷ mấy là một căn một phòng ngủ đó, hoặc là 2 phòng ngủ một nhà vệ sinh. Em quẹo qua đây đi anh chị. Khu này là của Novaland, nó có tên là City View Sunrise. Đó, nhà không là nhà. Có cái cầu đi bộ bắc ngang giữa hai lóc với nhau. Rồi chúng ta đi vào hướng này là vào khu Him Lam. Giá nhà ở đây bình quân, giá nhà ở đây bình thường thì cũng phải trên 20 tỷ một căn, những cái căn trong các con đường nhỏ. Còn đối với những căn to và mặt đường Nguyễn Thị Thập thì 80 tỷ, 90 tỷ, có căn trên 100 tỷ. Chung cư phía trước anh chị đang thấy là của Hoàng Anh Gia Lai, Hoàng Anh Thanh Bình. Chỗ này thì nó rất là rẻ. Đây, em đi thẳng vào cái con đường 2A, khu Him Lam.
của nhà giàu Him Lam, có giá nhà là khoảng 1 triệu đô là thấp nhất. Ở đây có nguyên cái công viên đẹp, công viên. Bây giờ nhà đất thì đang rất là đứng đó. Ngân hàng lãi suất cao, rồi thuế má, các cái chính sách bất động sản bây giờ đang chuẩn bị thay đổi rất là nhiều, chưa biết như nào. Các cái tập đoàn lớn thì điêu đứng, nợ nần chồng chất. Đó, khu Him Lam đây anh chị. Em cứ chạy vòng vòng ở đây nha, nhiều con đường lắm, đường 3B gì nè. Vô đây là có cái trường Vista, trường Vista đây anh chị. Đó. Trường này là trường, nó cũng dạng như trường quốc tế vậy. Trường Vista. Khu dân cư này hình thành cũng lâu rồi và nó cũng rất là nhộn nhịp á, kinh doanh buôn bán sầm uất. Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng phía trước đó. Đây có cái khu chung cư là chung cư Tân Hưng đây anh chị nè. Ở trong cái khu nhà giàu mới xây sau này thì có một cái khu chung cư cũ, chung cư Tân Hưng. Trời, cây me, cây đổ che hết trơn, cũng không thấy được. Nếu mà đi ở ngoài đường Nguyễn Hữu Thọ thì chúng ta nhìn vào chúng ta thấy cái khu này. Rồi em đi ra phía ngoài lại. Con đường D4 ha. Cái này đi thẳng chúng ta cũng ra đường Trần Xuân Soạn được nè. Qua cái cầu trong đó cũng có một cái khu nhà giàu. Đây là chung cư Hoàng Anh, Thanh Bình. Chung cư này thì cũng cũ rồi và giá nhà thì chung cư này rẻ. Xây cái kiểu như thế này nè anh chị. Đây, ta xây cái kiểu như thế này. À, cửa kiến đồ rất là nhiều. Rồi em quẹo bên tay trái nha. Con đường B3B chứ. Tối tối ở đây thì có những quán ăn, quán ốc phía bên ngoài thôi, đó. Bên trong thì không có. Lúc này em đi thẳng tới trường Vista, bây giờ thì em sẽ quẹo bên tay phải này ở đây. Nó có cái khu này nó cũng lớn lắm anh chị. Bên này và bên kia đường Nguyễn Thị Thập nữa. Rác à, nghe mùi nồng nặc. Đây là một cái chợ nhỏ nhỏ, dạng như chợ bán hàng rong thôi. Em đi ra cái con đường này nha, đi thẳng ra cái con đường. Con đường nó có một cái con đường chính giữa đường D mấy. Cũng lâu lắm rồi chưa có mời cô bác anh chị đi về đây. Ở đây có những cái nhà xây liền kề với nhau, giống giống nhau, nhìn cái ngói ở trên anh chị thấy không? Rớ vô này là phỏng tay luôn.
mấy chục tỷ một căn không. Đa số ở đây thì người ta hay làm văn phòng công ty à, cho thuê anh chị làm văn phòng công ty. Đối diện anh chị đang thấy đó, đó là cái chung cư Him Lam, à, chung cư Florida của Hưng Thịnh. Florida. Khu chung cư này cũng rối ren lắm. Nó chưa có nhà, à nó chưa có sổ. Nó chưa có sổ thôi anh chị. Xây cũng lâu lắm rồi. Không có sổ. Ở đây đi thẳng thì anh chị đi ra tới đường Trần Xuân Soạn này. Con đường mới mở được năm đây nè. À, em sẽ quẹo bên phải này, con đường D4 đi ngược ra lại đường Nguyễn Hữu Thọ đó anh chị. D4. Đây có cái nhà cho thuê. Cho thuê nhà nguyên căn luôn. Bây giờ cho thuê mấy cái căn nhà mặt tiền như thế này nữa, khó lắm anh chị nha. Có người thuê lắm. Ui, ở đây cũng có đó nè. Nãy giờ chưa thấy, bây giờ bắt đầu thấy quá trời nhà cho thuê. Đó. Đây nữa nè, cho thuê nhà nguyên căn luôn nè anh chị nè. Căn này cũng đẹp. Ở đây giá thuê nhà thì nó tầm khoảng 40-50 triệu một tháng, do cho những cái căn như thế này à, tức là khoảng từng khoảng chừng 2.500 anh chị, khoảng 2.000-2.500 đô một tháng. Tối thì các quán ốc, quán ăn ở đây nhiều lắm. Em quẹo vào đây, có mấy cái gara, spa xe đó, spa xe. Rồi em đi thẳng nha. Khu này rộng lắm chứ không có nhỏ đâu. Nãy giờ em đi là chỉ mới đi có một bên thôi. Nó còn một bên kia, đi thẳng cái này là ra đường Nguyễn Thị Thập á. Anh chị đi băng qua bên kia cũng là khu dân cư Him Lam, Tân Hưng, quận 7 nữa. Nhà cho thuê cũng nhiều lắm đó. Rồi em đi thẳng nha. Nhà cho thuê. Căn nhà này to ghê. Cho thuê căn hộ dịch vụ văn phòng, có nghĩa là à, một cái nhà to như vậy ha, người ta sửa nó lại từng cái phòng theo cái thiết kế riêng đó, xong rồi sau đó người ta cho thuê từng phòng riêng biệt, văn phòng công ty chẳng hạn này, hay là các bạn sinh viên, hay là những cặp vợ chồng trẻ đó. Ngày hôm nay người ta hay có cái dạng căn hộ dịch vụ như thế này anh chị hả. Một cái nhà to rồi share ra các cái phòng nhỏ, có nhiều gia đình ở trong đó, thuê theo tháng theo ngày gì cũng được, theo tháng là chính chứ ngày thì ít quá. Đầu ở đây là những cái khu biệt thự. Em quẹo qua trái đi. Đây là đi ra đường Nguyễn Hữu Thọ luôn đó anh chị. Nhà thì đa số là ẩn sâu phía trong những cái hàng cây như thế này. Vẫn còn những cái bãi đất trống này. Đất trống ở mình mà có đất trống là có rác. Rồi các cái vách tường phía sau người ta in mấy cái bảng bán đất, bán nhà, là tùm lum số điện thoại rồi nách tươm hết trơn.
đó em chạy thẳng. Trường Vista bên tay trái của em đây, dừng lại một chút để cô bác anh chị nhìn nha. Sau Việt, nó còn có cái tên tiếng Việt là trường Sau Việt đó, Vita School, trung học cơ sở, trung học phổ thông, nhưng nó có luôn cả tiểu học nữa đó. Đi thẳng đây là chúng ta ra đường Nguyễn Hữu Thọ anh chị nha. Và có cái chung cư của Novaland. Em sẽ quẹo bên má tay phải ở đây. Đó, chung cư này, bên hông chung cư này. Tiếp tục đây là con đường số 8. Nhà ở đây, ở đây có cái con khủng long, hai con khủng long luôn đó. Còn ở chỗ này, cái nhà ngay cái góc này khá là đẹp, chắc chủ nhà này cũng làm bên decor thiết kế. Mấy cái nhà trong này thì to không, giá không phải là vài chục tỷ đâu, mà có nghĩa là có thể là khoảng gấp 2, gấp 3 lần như vậy. Đường xá cũng mát mẻ. Ở đây có một cái công viên, em quẹo bên mé tay trái. Ôi, chính giữa có bông súng. Đây, bán đất đó, mấy cái đất trống ở đây bán. Bây giờ bán đất cũng mệt lắm, không ai mua, còn y nguyên. Đường chỗ này xấu ghê. Đây là đường số 12. Em chạy vòng vòng công viên đó anh chị. Quẹo trái là ra đường Nguyễn Thị Thập đó, vòng vòng công viên. Đây đường số 3 này. Này mấy khu nhà đẹp quá. Khu này thì nói chung là cũng cao ráo sạch sẽ. Rồi em quẹo đây là đường số 10. Có bảo vệ anh chị nha, bảo vệ cái khu dân cư này. Rồi có camera khắp nơi. Nói chung là cũng ổn lắm. Ở đây không cần camera đường, nhà nào cũng lắp camera hết trơn. Đó, ở đây, cái nhà này to ghê. Đó. Thiết kế kiểu hiện đại ngày bây giờ. Nhà ở đây người ta xây, người ta không có chừa khuôn viên trồng rau, trồng cây đâu. Người ta xây hết luôn. Mà cũng to chứ, không phải nhỏ đâu. Mấy khu này rất là to. Đa số người ta xây nhà hết luôn đó. Những cái căn góc như thế này anh chị thấy không? Nhìn cái cổng là thấy khu nhà giàu rồi. Rồi em sẽ quẹo bên mé tay trái đây. Còn đất trống. Ồ, ở đây mấy cái nhà mới xây đẹp quá. Nhà bên phải em có cái nhà này đẹp này. Cái này em chạy ra lại cái đường
gọi là cái đường D4 thì phải. Để bán nhà. Có cái nhà này đang bán. Đây mấy cái nhà này đẹp. Đây cái gì? Rồi em chạy về hướng của con đường D4, con đường chính. Đây ngay chỗ này quẹo trái thì chúng ta cũng đi qua được cái khu chung cư Him Lam này. Đây, đây là khu chung cư Him Lam. Trong này nó có nhà phố và nó còn có chung cư. Đây anh chị, chung cư Him Lam. À. Chạy mới có một bên mà hết giờ luôn á. Đây là những căn mặt tiền thường người ta sẽ cho thuê để làm ăn buôn bán. Ít ai mà ở những cái căn này lắm. Mấy căn này lâu quá rồi mà không cho thuê được. Đó. Bán đất tùm lum hết nè anh chị. Rồi ở đây là đường Nguyễn Thị Thập. Nếu mà quẹo trái anh chị đi về Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh. Còn quẹo phải thì anh chị sẽ đi lên cầu Him Lam qua khu Trung Sơn. Đi thẳng thì chúng ta tiếp tục là khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng. Đây em mời các anh chị quẹo phải đi phía sau những cái tòa nhà này nha. Ở phía trước đi thẳng là qua khu dân cư Trung Sơn, Bình Chánh. À, ở đây là có cái Viettopia. Đây Viettopia. Đó. Tối thì có Lô Tô Quý Thị và Quý Cô. Đó. Các cái đoàn Lô Tô như đoàn Lô Tô Tân Thời rồi đó. Rồi trong này có các cái ăn vặt vui chơi cho trẻ em. Đây con đường này là con đường à. Em gọi con đường này con đường số mấy đó. Đường số 9. Ở đây có cho thuê nhà nguyên căn. Đây cái bảng to kìa mình chị. Rất là to. Bất động sản của Sài Gòn đó. Bây giờ đó. Khu này là khu lâu rồi nha. Chứ còn mà những cái khu mới xây mà vay này kia cái nọ là mệt lắm á. Khu này là cái khu lâu rồi. Lâu rồi nhưng mà bây giờ người ta cho thuê cũng không ra, kiếm khách không ra đó chứ. Đây là cái chung cư Him Lam đó. Rồi em gọi phải đây. Chung cư Him Lam này thì nói chung giá nó cũng không có mắc lắm. Tại nó xây lâu rồi. Tầm 3 tỷ một căn. To to 8 mấy mét vuông. Khoảng 3 tỷ. Rồi em chạy tiếp tục ra. Giờ em sẽ mời cô bác anh chị đi ra đường Nguyễn Thị Thập nha. Rồi chúng ta đâm thẳng qua bên kia. Một buổi trưa trời nắng gắt. Những căn nhà ở đây thì quay ban ngày, quay cái ngày trời nắng như thế này nhìn nó rõ ràng và màu sắc nó đẹp. Đi thẳng hướng này nè, chúng ta sẽ đi ra Nguyễn Văn Linh cầu rạch Ông Lớn. Ở đây thì chắc là em sẽ
đi thẳng đây. Đó, qua đây nha anh chị nha. Cà phê. Đây có con đường số 14 ha. Đường số 14. Đây, em quẹo phải vô đây đi. Coi trong cái khu này như thế nào. Cà phê, cà pháo rồi nhiều. Ồ, đây có cái công viên nhỏ nhỏ đẹp quá. Mát mẻ nên anh chị, xe là đậu ở trong này được ha. Hotel. Cái khu này vậy chứ ít khách sạn. Đây, cho thuê nhà chính chủ. Ồ, đây 2-3 căn liên tiếp, mấy căn cho thuê nhà chính chủ luôn. Mấy căn trong này thuê cũng hơi khó, nhưng mà nếu mà có ai mở văn phòng công ty đó à, rồi có nhà ở luôn đó là thuê luôn. Thuê vừa làm công ty vừa ở luôn là ngon. Ở đây chúng ta đi thẳng xuống có một cái cầu. Đó, dọc dọc đây là những cái nhà giống như nhà mặt phố vậy. Nhà mặt phố bố làm to nữa. Ồ, ở đây cho thuê shop house này. Khu này ít cây. Cho thuê shop house này anh chị. Mục luôn. Cái bạn cho thuê mà nó mục luôn. Các bạn chưa có người thuê. Đi thẳng thì chúng ta ra đường Nguyễn Văn Linh, khu Đại học Tôn Đức Thắng. Đây, anh chị thấy này, ô cha, oh, nhà cho thuê quá trời luôn á, cũng nhiều lắm chứ không ít đâu. Ở đây có một cái hướng quẹo. Đường mòn lối mở. Mấy căn này to ghê không anh chị? Cho thuê nhà. Rồi đi chưa hết cái khu Hiệp Lam nữa đó. Bên phải em là vào nhà thờ An Phú nha. Có cái nhà thờ An Phú nhỏ nhỏ ở đây. Cà phê. Cho thuê phòng trọ, cho thuê mặt bằng tầng trệt. Anh chị. Đó. Cho thuê mặt bằng tầng trệt. Bên kia đường.
cho cũng cho thuê tầng mà. Tầng trệt cộng lầu 1. Ồ, ở đây nhiều nè. Bên trái của em nữa. Quá trời. Bán nhà và cho thuê tầng trệt. Đó. Đây cũng cho thuê luôn. Bên trái của em cũng còn nhiều lắm. Đi dạo khu Him Lam á, mà dạo chưa xong luôn. Còn quá trời. Đây em quẹo ngược lại anh chị này. Bên phải là đường Nguyễn Thị Thập đi về Nguyễn Hữu Thọ nha, ngã tư Nguyễn Hữu Thọ với Nguyễn Thị Thập. Em chạy xuống cái này một chút rồi em quay qua bên trái xâm nhập vào nội khu. Đó, cho thuê nhà chính chủ nè. Ba bốn tầng. Quá trời nhiều. Rồi em đi vào nội khu đây. Đường số 14. Khu dân cư Him Lam đường số 14. Nó có bảo vệ là chốt dân phòng rồi đó anh chị thấy không? Nhiều quán cà phê ghê. Trong mấy cái quán cà phê này thì đa số là dân văn phòng ngồi uống cà phê nhiều à, chắc là bây giờ người ta đầu tư chứng khoán với lại Bitcoin đồ nhiều anh chị à, thoải mái đi cả ngày ngồi quán cà phê lên mạng chết thôi, chết chứng khoán Bitcoin à, đây cái công viên. Khu này thì rộng lắm. Ồ, cái nhà đã không? Phía trước anh chị là cái nhà thờ An Phú, có cái mái tôn đó. À, cái mái tôn đó. Đây, nhà thờ An Phú nè. Nó nhỏ thôi. Sát bên cái trường quốc tế, đây có cái trường quốc tế này. Việt Úc ha. Trường quốc tế Việt Úc. Thường thì những cái căn mặt tiền ở ngoài cái đường chính kinh doanh buôn bán người ta cho thuê rất là nhiều. Ở trong này thì đa số là cũng có văn phòng công ty người ở hết rồi.
công viên nè anh chị. Đó, bên tay phải em á, rồi có cái rạch, một cái kinh rạch, rạch đĩa. Cho thuê nhà văn phòng. Phía trong này thì lác đác thôi. Đó, một vài cái hình ảnh như vậy. Đây là cái chung cư Him Lam, chung cư của Novaland Sunrise, Sunrise City. Em quẹo đường số 1 này, đường số 1 này là ra lại đường Nguyễn Thọ, đường Nguyễn Thị Thập đó. Và chắc là ở đây em cũng xin được tạm dừng cái clip ngay cái vị trí này, ra lại con đường Nguyễn Thị Thập đây nè anh chị. Con đường mấy trăm tỷ một căn nhà đó, trăm mấy, 200 tỷ một căn, làm mấy đời chưa đủ tiền để mua một cái căn như thế này. Đó, thì em xin tạm dừng các clip. Kính chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày bình an, sức khỏe và thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống. Khu nhà giàu, đây là VinFast VF8. Đó. Đây, mấy cái nhà mặt tiền ở đây đắt, đắt lắm anh chị, đắt đỏ lắm. Rồi, quẹo phải chúng ta ra Nguyễn Thị Thập và Nguyễn Thị Thọ nha. Em tạm dừng các clip ở đây. Bye bye.